Thế thôi nhá. Đông được không? Em đi hơi đỡ một tí. Có đông thì không đỡ chút nào. Đông được thôi. Đến đây dạ? Nghỉ ngơi thôi. Dạ. Đông được không? Không. Mềm mà. Bớt treo thử đi. Lăn nữa. Please.
refrain from smoking in areas other than the designated smoking areas. We appreciate your cooperation. How do I? How do you know? The temperature and humidity are both high today. Who's going? Bỏ ra cái này. Hết này thôi nhá. Ờ, ra kia hết kia là về nhá. Còn lên quả lên cái núi kia nữa mà. À, lên núi kia đâu, lên núi kia. Đi hết cái này lên núi kia rồi về thôi. Không về. Nhà mình xa lắm, đi còn lâu mới về nhà. Lâu đâu. Anh lớp mà về. Ba nữa. Anh được 3 điểm rồi. Chữ Y nào đâu? Đây. Chữ Y đấy á? À. Quay là chữ Y. À. Bò từ lúc như này à? Ngôi sao. Ôi trời, trượt rồi, đau chưa? Con hả? Đứng lên. Đứng lên. Đi cẩn thận. Trượt đấy. Bố ơi. Ơi. Hết rồi. Hít. Ba. Đi mẹ nha, mẹ đi dép cho con nha. Ok. Chapa and Costa Gosh. Mm-hmm.